Có quay mức tạ không ạ? Hả? Có quay mức tạ không? Không được, quay được tạ đấy. Là quả số 9 của máy của bên mình này. Đây có số 9 nữa là tương đương là 40 cân anh em này. Đây 1 2 3 4 này. 1 2 3 4 này. Đây là mình tập búa tập gọi là nặng nhất búa của mình, không tập nổi nữa nhá. 10 cân một quả nhá. Tương đương 40 cân. Bây giờ mình sẽ tập quả này anh em xem nhá. Số 9 nhá. Tương đương 40 cân của mình này. Đây mình sẽ tập búa nhá. Đây là mức tạ nặng nhất mình tập được anh em xem nhá. Đây là mình sẽ tập mức tạ nặng nhất của mình từng tập được anh em nhá. Tương đương là 40 cân. Mình vừa chinh phục xong cái mức tạ ở đấy rồi. Là nó tương đương khoảng 40 cân. Thì chinh phục được rồi, bây giờ mình thử lên mức số 10 nữa là khoảng thêm 5 cân nữa nhỉ? Khoảng 45 cân xem có lên được không anh em nhá. Đây là tập về cơ búa. Mình lúc mình làm video anh em có hay hỏi là mình tập được quả tạ bao nhiêu cân ấy. Thì mình tập chủ yếu là tập cái tầm dọc này thôi chứ mình không tập tạ đơn mấy đâu anh em nhá. Không, để tí ra mình sẽ chinh phục mức nặng hơn anh em xem còn mình tập được không nhá. Chắc là không tập được đâu, nặng quá, chết. Đây là mức của người này tương đương khoảng 45 cân anh em nhé. Nếu mà mình mà tập được mức này là mình phá cái lục của mình luôn bản thân. 5 kg đang thực lên các bạn. Còn đây là 50 là mỗi một quả là 10 cân. Đấy chưa đây. Chán. Phá được kỷ lục của mình lên được 45 cân thực rồi. Mình bên nãy đo là 9 quả thì là 40 cân thực, còn đây là thêm 10 thêm một quả nữa, mỗi quả này là 10 cân, đây là quả số 10 này thì nó khoảng 45 cân anh em nhá. Đây mình chỉ chuyên tập cái trong tập, còn mình tập tạ đơn ít lắm, chỉ có mình làm video hướng dẫn anh em mà tập mấy tạ đơn là những cái bài mà cơ bản anh em mà mới bắt đầu vào là phải tập những cái rồi, còn là mình tập lâu rồi là mình chỉ tập trong dọc là chủ yếu thôi anh em nhá. Đấy cả mình khuyên anh em là nên tập cả nặng cả nhẹ, chứ đừng tập mỗi nặng không mà đừng tập nhẹ không nhá. Tập nặng thì sẽ vào sức mạnh, tập nhẹ nhưng mà nhiều rep thì nó sẽ vào cơ bền anh em nhá. Xin chào anh em nhá.